Đây là cách mình móc mồi câu cá lăng nha cả nhà. Thì mình móc không cần nhiều đâu. Ví dụ như lưỡi mình câu lưỡi số 7 nè, đó mình móc vô chút xíu thì nó có hơi vậy là được rồi. Nó dính vô lưỡi câu chút xíu vậy là được là nó thấy không? Nói chung mồi này rất là nhạy nha. Ví dụ như anh em có thì mình để xuống chưa được đầy 5 giây nữa là có là nó ăn. Cái đó là cá là nhiều nha. Đã có là đó, có là chưa đầy 5 giây là nó đã dứt rồi đó. Để xuống thả nãy xuống rồi đó. Tại rồi. Nó ăn rất là lẹ, mọi người ăn rất lẹ đó. Có là ăn rất lẹ. Móc mình không có cần quấn nhiều nữa, mình quấn một hai vòng cho nó gọn cho lưỡi câu là được, còn mà xuống dưới nó bung gì đó nó bung kệ nó. Nhất lưỡi mình câu lưỡi số 9 thì mình chỉ cần móc nửa lưỡi là được. Mà mồi này thí dụ như cả nhà móc vô nó có hình thức nó cũng vẫn dính bình thường. Rồi nữa mình sẽ cho trong bờ chút xíu nữa nha. Cái này nó trôi thì thôi luôn các bạn ơi. Mà đập lên đập xuống tiêu luôn có lỗ luôn. Ôi hơi giật vậy đó. Nó lỗ câu. Mà nó trôi liếp luôn.
cả nhà. Dính luôn. Rồi mà hấp tức bụng ghê luôn cả nhà. Rồi nó cho vô, cho vô trong đó hoặc cho vô trong bờ. Rồi nó chạy ra ngoài sông. Làm đủ kiểu hết trơn. Trời ơi, dính là được. Tại vì mình làm hai cái không kịp nha cả nhà. Cho nên mình câu một lo à. Với bạn ngoài đó nó sầu bò quá trời vậy. Mình bỏ cần nó lu bu. Con một có ăn thả cả nhà thả xuống rồi nhấp lên nhấp xuống rồi lại nó ăn rồi chứ không cần câu cần đâu. Là một người ra một cần hoặc là một lon gì là được, mình cứ ôm hai cái là không kịp. Nói chung là mình tới đất là nhấp lên nhấp xuống rồi nó ăn rồi nè, đó thấy không. Trời trời chết rồi, trời dính gì vậy trời trời ngủ. Trôi lên nữa đã, trôi thì thôi luôn, hết biết được hoài luôn. Thả xuống ăn đầu đời nào, trà hoài.
hết chạy rồi, nó xuống rồi đó hả, không chờ sẵn không. Nếu mồi đã tới rồi đây, bỏ xuống rồi nó rút liền luôn. Sớm giờ tưởng nước trôi, ăn lâu sớm giờ nè, bự nè, ra nữa rồi. Ôi dữ, đạp ổn 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 ổn.